Chào mừng anh em đến với Noha Công Nghệ. Trên tay Tùng đang là GTX 960 2GB RAM 5 bit 128. Về mặt sức khỏe thì nó tương đương, có thể nhỉnh hơn GTX 1050 bản 2GB. Về mặt giá tiền thì nó rẻ hơn. Nó phù hợp chơi game GTA, PUBG, CS:GO, LOL, FIFA và nhiều tựa game khác. Có nguồn phụ 6 pin, vì vậy nó đòi hỏi một cái nguồn công suất thực rơi vào khoảng là 400W. Có cổng HDMI, DVI và DisplayPort. Hàng còn sáng, đẹp. Cần mua hàng, các bạn truy cập web noha2.vn hoặc call cho mình theo số điện thoại là 0906 010103. Cảm ơn anh em.